Từ cách chọn rau cho đến cách chế biến thành món ăn, tuy đơn giản nhưng cũng cần một chút điệu nghệ, nếu không nói là cầu kỳ. Phải tùy vào từng mùa mà chọn loại rau nào để nấu với từng nguyên liệu và cách ăn như thế nào mới đúng, cũng đủ chứng minh hùng hồn rằng nghề ăn cũng lắm công phu, và người Việt Nam quả là những người sành ăn trong nghệ thuật ẩm thực. Rau hái xong rất tươi ngon, nên để ăn sống mới thưởng thức được cái âm thanh giòn giòn, cái vị ngọt thanh của nó. Cũng như món lẩu mắm nổi tiếng của dân đồng bằng ngày nay, dù cho đủ các loại rau rút, cù nèo, rau mát, rau ngổ, rau dừa, hẹ nước, nhưng nếu thiếu rau đắng thì cứ xem như là thiếu hẳn một phần quan trọng. Rau đắng cùng vị mắm kho luôn là món ăn bình dị trong cuộc sống thường ngày của mỗi người dân Nam Bộ. Nhưng hiện nay, rau đắng cũng đã góp phần tạo nên những hương vị mới trong những món ăn ngon tại các nhà hàng, như rau đắng trộn với nghêu hoặc trộn cùng tôm, thịt là món khai vị rất ngon và lạ miệng. Rau đắng luộc chấm nước cá kho, thịt kho thì càng không thể thiếu trong các món rau đắng của cư dân đồng bằng Nam Bộ. Ăn rau đắng nhúng lẩu hoặc chấm mắm kho, thích nhất vào những ngày mưa dầm, mát mẻ. Có lẽ bởi cái mênh mang của trời đất trong mưa, con người mới cảm được cái không khí ấm cúng, êm đềm và đầy thi vị của mùi mắm. Chưa hết, rau đắng mà xào với tỏi mỡ cũng thơm ngon không kém. Rau đắng, cái vị đắng ấy trở nên ngọt ngào, thấm vào miền ký ức của biết bao người khi xa quê, đều mang theo một nỗi nhớ da diết từ lời ru của bà, của mẹ. À ơi, canh rau đắng cá rô đồng, nồi cơm mẹ nấu thơm nồng ban trưa. Có một điều khá đặc biệt là khi kết hợp với món cháo cá lóc, vị đắng của rau giảm đi rất nhiều và còn có hậu ngọt rất đặc trưng. Muốn nấu một nồi cháo cá lóc ăn với rau đắng đất đúng cách cũng khá kỳ công. Cá được làm sạch, phần đầu, lòng và xương để riêng. Phần thân cá thì lạng lấy thịt phi lê, rồi thái từng miếng mỏng sắp ra dĩa. Hành lá và tiêu xay nhuyễn rắc lên mặt. Khi nồi cháo bắt đầu nhừ thì cho đầu, lòng và xương cá vào cho ngọt nước, nêm nếm gia vị là dùng được. Tùy theo sở thích của mỗi người là cá lóc sau khi làm sạch để nguyên, khi nước sôi lên mới thả cá vào nấu chín. Sau khi cá chín sẽ được vớt ra và gỡ thành từng miếng lớn, ướp thêm vào thịt cá chút tiêu xay và ít hành lá cắt ngắn. Các bước chuẩn bị đều hoàn tất. Khi ăn, chỉ cần để lớp rau đắng xuống đáy tô trước, rồi trải lớp cá lóc thái lên trên, múc từng giá cháo đang sùng sục trong nồi cho vào. Rau đắng đất gặp cháo nóng chỉ còn vị ngọt ngọt, đăng đắng, đậm đà khó tả. Những miếng cá lóc thái mỏng vừa chín tới giữ nguyên vị ngọt. Cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn, vị tiêu cay cay hòa với hơi nóng và vị ngọt của cháo, của cá, của rau cứ tê tê trên đầu lưỡi, tạo nên những tiếng hít hà sảng khoái. Phải chăng vì trong các thứ ẩm thực, các món ăn có vị đắng thường là kén chọn người thưởng thức. Phải những ai quen thuộc, thấu hiểu chúng thì mới cảm thụ được cái ngọt ngào tưởng không thể nào chạm tới được ẩn đằng sau vị đắng kia.